Chị các bạn thân mến, tối hôm nay thì bây giờ là khoảng 6 giờ tối. Kiên đã có mặt tại con đường Bình Quới, Thanh Đa nhé. Thì cũng lâu lắm rồi thì Kiên chưa có dịp đi qua khu Bình Quới, Thanh Đa. Hôm nay thì có dịp đi qua đây. Thì Kiên có vào thưởng thức bún gỏi vịt. Đây, gọi đây là cháo vịt Thanh Đa nhé, gốc Nhà Lá. Lâu lắm rồi thì mình không có qua đây. Thì hôm nay thì mình đi qua đây ăn và quay chia sẻ với quý vị luôn. Thì chắc có lẽ là tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn thì nhắc đến ở Sài Gòn thì cháo vịt Thanh Đa, gốc Nhà Lá thì không còn xa lạ gì đối với tất cả mọi người. Thì ở cái con đường này, đường Bình Quới này thì nó có hai cái quán cháo vịt Thanh Đa nhá. Một cái quán là nó nằm ở số là 118, còn một cái quán là nó nằm ở số cũng gần gần đây luôn, cũng hai cháo vịt Thanh Đa. Nhưng mà Kiên cũng không biết là quán nào là quán gốc, quán nào không phải là quán gốc cháo vịt Thanh Đa, gốc Nhà Lá. Đấy, nhưng mà hôm nay thì mình đi thì tiện thể mình vào, mình thấy cái quán này á, cái mặt tiền nó rộng hơn và thấy là đông khách hơn, nên là mình quyết định là mình vào cái quán này mình ăn. Còn hai quán là mình cũng thực sự không nói là không biết là quán nào là quán cháo vịt Thanh Đa gốc cả. Ở đâu cũng thấy là ghi chữ là cháo vịt Thanh Đa, gốc Nhà Lá, hai cái đều như vậy luôn, nên là mình nhiều khi mình không biết. Rồi, như quý vị cũng đã thấy là khách ở đây thì rất là đông luôn, buổi tối đặc biệt là rất là đông. Mọi người mua mang về rất là nhiều và ăn ở đây cũng rất là nhiều luôn. Đấy. Giờ thì Kiên sẽ cùng quý vị vào trong đây khám phá cái xe. Bên trong rất là nhiều vịt luôn và có một chị gái đang chặt vịt. Rồi, Kiên mời quý vị nhá. Đây. Bên ngoài đây là quý vị có thể thấy là vịt này. Wow, nguyên một cái tủ vịt luôn này. Ở đây Kiên đếm chắc cũng cỡ khoảng 30-40 con đấy. Đấy. Bên phía bên này là có đậu phộng, rồi hành phi, rồi rau, rồi hộp mang về với lại chén đĩa để bên này. Còn phía bên này là cái tủ vịt. Rồi, giờ chúng ta sẽ vào đây khám phá cái quán nha. Đây, trong này là cái khu mình ngồi mình thưởng thức ở trong này. Rất là rộng rãi luôn. Bên này là một cái nồi cháo này, quý vị thấy này. Nồi cháo rất là lớn luôn nhé. Bên trong thì rất là nhiều huyết. Ở đây là những cái phần gỏi, đĩa gỏi sẵn nhé. Đấy. Ở đây là đồ chua này, đồ chua để làm gỏi này, rồi nước chấm này, nước mắm gừng. Bên này là rau gỏi, bên này là hành. Đây là cái nồi cháo. Ở đây thì một con vịt đó thì Kiên nghĩ là chắc có phải là 300 mấy một con nha, lát nữa mình sẽ hỏi nhé. Quán ở đây thì nổi tiếng khắp Việt Nam cũng như là nổi tiếng ở nước ngoài, và đặc biệt là nổi tiếng nhất ở Sài Gòn, cháo vịt Thanh Đa, gốc Nhà Lá.
đây chúng ta lại đây xem cái nồi cháo này. Đây có ăn huyết thêm nữa nha, mình muốn ăn huyết thêm thì mình sẽ gọi thêm. Đây khách rất là đông luôn, khách có thể đông luôn. Quán này buổi tối thì không có chỗ để xe luôn đấy. Hai cái đầu, hai đầu, hai đầu, có mua cháo không anh? Không, không chị, hết nhiêu tiền chị? 100 ngàn. Rồi rồi. Đây chị gái chị chặt vịt cả 40 năm rồi, chặt rất là nhanh luôn. Anh thương phải không? Dạ không anh. Anh người đời trẻ quá. Một con là bao nhiêu chị nhỉ? Con 400 ngàn anh. Một con 400 đúng không? Giá chị bán ghê nha. Dạ. Con 400, lòng thì bán theo bộ hả chị? Bộ 30 ngàn nhưng mà nguyên con là có lòng luôn á. À, nguyên con là có lòng luôn đúng không? Bộ 30 ngàn. Cái đầu ha, cái hai bộ lòng cái hết con nha. Con bao giờ sẽ nguyên nha. Điểm kia mấy với hai vậy em? Đây chú Dũng ơi, 101. Quán này thì cái không gian rất là rộng nha quý vị. Bên trong kia là có phòng máy lạnh luôn nhá. Thank you.
còn vịt chưa có bên ai nha. Rồi đây là một cái phần vịt 100.000 nhé, gồm có cháo, gỏi và vịt. Dạ. Làm được. Có đặt. Ok, giờ mời cái vịt nhé. Đây, cháo này. Đặc biệt không thể thiếu trâu được. Đây mình giờ mình sẽ dưới nước mắm lên trên này. Còn một ít để mình chấm vịt nhé. Đây này là cháo này, này là vịt này, cái phần này là 100k. Rồi kia mời cả nhà ăn tối nhá. Cháo phía trên thì có được cái lớp siêu đen. Cháo rất là vừa ăn luôn. Hành rau này, đồ chua rau. Rồi mời quý vị nha. Mình thử hết cái cháo này mình đến vịt. Cháo rất là vừa ăn rồi, giờ mình sẽ ăn thử cái phần vịt nha. Đây quý vị thấy miếng thịt không? Nó có một phần cái lớp da này, cái lớp thịt bên trong này, chấm với lại mắm này. Thank you.
Rồi quý vị ơi, Kiên vừa mới thưởng thức xong hết một cái phần cháo vịt gỏi vịt ở đây nhé. Nhiều quý vị cũng thấy đó, Kiên ăn hết không còn một cái gì hết. Tại vì vịt ở đây ăn rất là ngon nhá, thịt nó ngọt, thơm. Cháo thì nêm nếm rất là vừa ăn, đặc biệt là gỏi nữa. Cái phần này Kiên ăn là 100 ngàn nhá. Rất cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi nhé. Mọi người thấy kênh của Kinh người trên kênh hay hữu ích thì hãy like, share, comment, góp ý Kiên để Kiên làm video hay hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những video tiếp theo. Rồi, bye bye.